tôi yêu nhất đời, người mà tôi hằng mơ đến rồi, là mẹ tôi, người đã khuất xa tôi rồi suốt cả đời. Người hay dẫn tôi đi qua làng và âu yếm quàng cho chiếc khăn màu nắng người mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã trao về ta thật bao âu yếm trong những năm vừa qua. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời con sẽ ở như hoài vòng ra người. Người mẹ hiền yêu ơi, lúc sáng hay về đêm, con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ, con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng. Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình thương yêu con đã trao cho mẹ. Người mẹ hiền yêu ơi, những lúc mẹ cười thank you.
Giả trước cho phép quay hồi đầu chuyển cho anh nha. Thôi quay em chuyển cho anh. Quay trực tiếp cho thiên bình bạch tùng. Đi xã này. Quay trực tiếp. Thưa các bạn hội người nhỏ tuổi. Thưa bà con tình nghĩa thân suối gia. Bà con tình làng nghĩa chôn thân thức lòng người cha. Đồng gia tộc thưa hội thờ tang thôn nhà tiếng bầu làm thầu niệm chúc đổi dời linh thank you.
Giờ tôi đến đây xin thưa cùng với gia đình tặng mong hiu quyên cho với tôi đây một rồi biết bao giờ chồng con cháu đây mới gặp lại. Yêu linh bà ơi, tình nghĩa vợ chồng sau giờ này bà nỡ bỏ chồng bỏ con cháu mà bà ra đi làm life.
từ nay đã dâng hành rồi đương linh cùng bà ôi đớn đau lòng mày cho bạn là tiền lấy đương linh cùng bà ơi mới đó mới đây mà bà đâu quá ra người tiếng cầu mò núi ngồi ở lại bỏ chồng bỏ con trai cùng lại cùng nhau cùng về của bà ở lại mà bỏ các cháu các nội ngồi bỏ bà có ngàn chốn láng giềng mà bà ra đi không một lời tâm Oh.
bà con bên nội bên ngoại, bà con thông thư gia, hoặc vị thông gia tộc lần thành thủy, rồi đội nhạc thì suốt trong hai ngày qua mẹ và thím của chúng tôi được đưa linh cữu về. Sự có mặt của quý vị và sự giúp đỡ cũng như viếng hương kim ngân rồi là vòng hoa rồi là liễn rất là trang nghiêm và đến giúp đỡ cho gia đình. Thay mặt gia đình tôi không có gì hơn xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị bà con hàng xóm cũng như tất cả quý vị đã đến đưa tiễn. Bây giờ đây cũng sắp là vực thiến của tôi sắp vĩnh biệt và vĩnh biệt tất cả quý vị. Được sự hướng dẫn của ông Tổng Quan cũng như sự đưa tiễn của ông Công, tất cả sự đưa tiễn của bà con hàng xóm cũng như là bà con bên nội bên ngoại, thì gia đình thay mặt gia đình không có gì hơn dùng một mâm trầu cao rượu rồi một phong bì với hai gói thuốc để tri ân tất cả quý vị. Trong lúc tăng gia bối rối có điều gì sai sót mong quý vị lượng tình tha thứ. Xin cảm ơn. Ôi, anh em bỗng đầu nay bỗng đầu đố lây trình diện ngày tạm gia cảm khai dấu ngàn dũng phù láng tử nhất phàm ngân ngữ trách quyền đây là lệ thưởng tôn bỗng đầu nghe cửa tăng chủ cẩm tăng chủ có lòng hiếu thảo đốt anh em chính của là tình tuyên bốn đạo trên dưới bạch mệnh thọ ẩm nhận tổ ân gia chủ hai bên đều giao diện để ăn cầu hút thuốc chia bùng trùng hiếu quyến cùng một phong bì cũng hướng lại chương linh nghe. Giờ lễ trình diện bấy quan và lời cảm tạ nay được hoàn mãn giấy thiện em ta lui ra của chúng gia tăng khi nào bây giờ thầy tiệc lên sàng tiếng việc anh em ta vào dị vọng phát dẫn ngay.
to vàng trong bà mẹ đạo thế tăng đạo bồ đề kiết tạng Yeah, when I run out of time.
ta ra 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 Yeah.
Phật và xin mời tất cả quý vị đến đến đây để đưa tang á. Xin mời quý vị là mỗi người chúng ta cầm một cái bông hoa và quý vị ở đây hiện nay còn có liễn, xin mời quý vị vô lấy liễn ra để mà gắn vào cờ lưu biển. Quý vị là xin mời quý vị còn ở đây có 7 tấm liễn nha. Đưa liễn ra để đưa tiễn anh là vòng cái gì cho người, cho nên là thoải mái bản thân thì làm như vậy thì thanh mai thanh anh chạy ra cái mà đây này cầm dù cho thầy, cái con cầm nữa cho chị. Hey!
sâu luôn nha. Cái này còn thiếu cái người chưa Thiên nè. Đó nhỏ. Có 12 cây đúc nữa. Nhỏ này không phải có lấy là có người cầm đúc. Đốt cầm đúc đốt được đó. Hai cây đúc đây cầm hai cây đúc. Hai đúc là thằng Phương làm rồi. Thằng Phương nó cầm. Không muốn được em ba. Không muốn được em phải sắp tay. À, có chứ. Sắp thôi. Ủa anh chứ. Đó nè. Một tốn rồi. Cho đặt ra nếu mà để lại đi ăn. Quyền quá hả? Thấy mình quyền quá hả? Bây giờ mình bán được. Tiên bị đứt. Tiên bị đứt. Tiên bị đứt. Bó ra. Đứa là được hại. Chịu quá chú hỏi tôi biết hỏi không phải tôi biết đâu không phải là tôi biết. Mm-hmm.